Hi, xin chào mọi người ơi, hôm nay thì mình đã nấu xong cái món gà rang gừng. Đây mọi người nhìn, hấp dẫn chưa? Thì hôm nay thì mình nấu cái món này để cho ông xã mình mang đi làm á. Nên thì mình lấy một ít ra để mình ăn, tâm sự với mọi người. Thì mời mọi người hãy cùng ăn với mình nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách làm gà rang gừng nhé. Đây là con gà 1,5 kg mọi người. Mình có gừng băm nhỏ, hành tím. Thì mời mọi người hãy cùng vào bếp với mình nhé. Và mình sẽ cho hạt hành nhé mọi người. Mình sẽ đảo cái hành này. Sẽ cho cái gừng vào luôn như thế này cho nên đảo cho nó thơm nhé. Vậy cái gừng với cái hành đã được rồi thì cho cái gà vào nhé. Về cái gà này là gà Mỹ nhé, không phải gà ta nhé mọi người nhé. Nó ăn nó không có cái dài như gà Việt Nam nữa. Cái loại gà này thì nó cũng là ngon hơn cái gà Mỹ. Thì kia thì có một loại gà Mỹ thì nó rẻ, cái này cũng tới 7 đô một con nhé mọi người. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào nhé. Mình sẽ có 2 thìa đường, 1 thìa bột mì, nửa thìa muối nhé. Mình đảo nó đầy. Cái gà này thì nó cũng hơi gà một chút các bạn nhé. Thì mình bỏ nắng muối chút trước xong rồi mình đậy nắp đi nhé. Nước rồi mình sẽ cho 1 thìa rượu vào nhé. Còn bây giờ mình sẽ cho 2 thìa dầu hào vào nhé. Cho 1 thìa xì dầu đen vào nhé. Mình đã đều lên. Bên đây mình. Mọi người nếu ai có nước màu thì cho nước màu vào cũng được. Còn mình không cho nước màu thì mình cho cái xì dầu vào. Cái màu cũng được. Thì nhà mình cũng ít khi dùng nước màu lắm, mình cứ cho ít xì dầu vào là cái màu nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ đậy vung lên nhé. Vung lên mình là khoảng 40 phút nữa mọi người. Trứng gà bên đây nó hơi dai nên mình không cho trứng gà Việt Nam nên mình để 40 phút. Rồi mình sẽ cho một nửa thìa tiêu vào nhé. Đã đều. Màu đẹp lắm nha mọi người. Mình
Đấy, bây giờ ok rồi mà. Cho nó vừa một áo muối chứ. Rồi, chút xíu nữa mình chỉ cho một chút xíu nước mắm thôi mà chia đường nữa là ngon rồi. Nó đậm rồi. Món này là món khoái khẩu của mình. Mình thích ăn món gà đan rừng này nó thơm lắm mọi người. Chưa có khi nào mình chia sẻ với mọi người đâu. Vậy bây giờ sắp được là mình sẽ cho một thìa nước mắm rồi nhé. Rồi mình sẽ cho một tí hành vào cho nó thơm nhé. Hôm nay mình ăn với gà rang, cơm trắng với canh cải, với lại ăn với dưa, ăn dessert dưa hấu nhá. Thì mình thử ăn miếng gà các bạn. Mình ăn cái đùi trước. Thơm lắm mọi người. Wow. Mình cho một chút xíu rượu vào, nó thơm lắm mọi người. Món này sẽ làm mẹ ăn cái canh cải này. Mấy hôm nay thì cái cổ mình nó bị đau á, nhưng mà không nói được. Mình mà không có làm video được, bữa nay mới đỡ đỡ chút. Nói được thì mình mới làm video tâm sự mọi người chút. Rồi mấy ngày hôm nay ở bên đây nắng lắm mọi người ạ. Còn 39, 40 độ luôn á. Mà chỗ mình còn thở ở Las Vegas có khi lên đến 40, 42 độ. Cái canh cái cải của Mỹ á mọi người, nó đắng đắng nhưng mà ăn nó hơi chút xíu thôi nhưng mà ăn lại ngon mọi người. Mọi người, mình ăn cái cánh ấy. Mình thích ăn cái cánh gà đó, nó cả cay các thứ là mình thích ăn luôn. Nên nó không có nhiều nạc, không có nhiều mỡ. Người miền Nam người ta hay thích ăn cơm với dưa hấu lắm. Và mẹ chồng mình thấy có khi không có đồ ăn là bà cắt dưa ra là ăn. Ngon lắm mọi người.
Mấy ngày nãy ăn cháo mà nay ăn cơm thấy ngon quá. Mọi người mày nớt với mình nhá. Khổ đau như là ăn uống nước lạnh. Nước lọc. Mọi người mình ăn cái đùi à. Nếu mà dai kiểu là dai Việt Nam ngon lắm ạ. Ở Mỹ này thì nó có cái gà của Mỹ thì nó bở hơn, còn mình mua cái gà này thì nó hơi dài một chút, nó không phải là gà da Việt Nam mình đó, mà nó cũng ngon, không ăn cũng được. Ôi, ngon quá mọi người. Mọi người mời dưa với mình nhé. Wow, ngon lắm mọi người. Dưa đỏ. Wow. Ngọt. Ngon quá mọi người. Ăn cơm xong tráng miệng với dưa hấu. Mọi người hãy cho mình tạm dừng video tại đây nhé. Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết cái video của mình. Nếu mọi người thấy video của mình hay và bổ ích thì hãy comment ở dưới video để mình có thêm động lực ra nhiều video mới nhé. Chào mọi người, bye bye.